Công dụng của lá đầu không chữa đau dạ dày ít người biết. Từ xưa tới nay, lá đầu không chỉ được biết đến với tục ăn trầu câu, nét văn hóa truyền thống mà nó còn là một vị thuốc dùng để chữa trị nhiều bệnh. Trong đó, dùng lá đầu không có thể trị đau dạ dày và làm giảm các triệu chứng bệnh hiệu quả mà không phải ai cũng biết. Dưới đây, các bạn cũng có thể tìm hiểu về công dụng chữa bệnh đau dạ dày của lá trà không và cách dùng lá đầu không chữa bệnh hiệu quả. Công dụng chữa bệnh đau dạ dày của lá trầu không: làm giảm các cơn đau dạ dày nhanh chóng. Lá trầu không có tác dụng làm dịu mát và giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Đó là nhờ trong lá trầu có chứa thành phần chính gồm nhiều chất oxy hóa, có tác dụng loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể và cân bằng nồng độ pH trong dạ dày. Bên cạnh đó, nó có khả năng chuyển hóa trong cơ thể và thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra dễ dàng hơn. Mỗi khi bị cơn đau dạ dày ập đến, bạn có thể lấy lá đầu không để nhai hoặc uống nước lá đầu không sẽ giúp làm giảm đau nhanh chóng. Lá đầu không loại bỏ tình trạng khó tiêu. Đau dạ dày thường gây ra tình trạng khó tiêu, bụng ì ạch do thức ăn không được tiêu hóa hết và lưu trữ trong dạ dày. Thông thường, khó tiêu đi kèm với triệu chứng đầy hơi, chướng bụng. Trong trường hợp này, bạn có thể tận dụng lá đầu không để khắc phục rất hiệu quả. Dùng lá đầu không có khả năng cải thiện khả năng chuyển hóa trong cơ thể, giúp kích thích sự tuần hoàn bên trong ruột để ruột hấp thu các khoáng chất và vitamin từ thức ăn tốt hơn. Đồng thời, các chất thải bên trong ruột sẽ dễ dàng được loại bỏ nhờ công dụng kích thích đối với cơ vòng của lá đầu không. Lá đầu không giúp làm giảm và hạn chế các cơn đau do đầy hơi. Đầy hơi kèm theo các triệu chứng đau ngực, ợ nóng, khó nuốt, nôn là những biểu hiện của bệnh trào ngược thực quản dạ dày, gây cho người bệnh cảm giác khó chịu. Khi đó, dùng lá đầu không sẽ là một vị thuốc giúp kiểm soát bệnh và làm giảm các triệu chứng một cách nhanh chóng mà vô cùng đơn giản, hoàn toàn. Lá đầu không có chứa các chất giúp bảo vệ dạ dày tá tràng khỏi sự tấn công của các chất độc hại và tác nhân gây bệnh. Loại bỏ các gốc tự do gây hại, cân bằng lượng axit trong dạ dày. Từ đó, giúp làm giảm triệu chứng bệnh hiệu quả. Tính chất từ lá đầu không sẽ kích thích quá trình co thắt và giãn nở của cơ vòng để đẩy khí ga ra ngoài, ngăn chặn tình trạng trào ngược axit dạ dày lên thực quản. Nhờ đó sẽ giúp làm dịu các cơn đau và khắc phục tình trạng bị đầy hơi khó chịu. Lá đầu không chữa táo bón. Dùng lá đầu không để chữa táo bón rất đơn giản mà hiệu quả cao. Áp dụng cho cả trường hợp người lớn và trẻ em. Nhờ có chứa nhiều chất chống oxy hóa, lá đầu không giúp loại bỏ các tác nhân gây hại dạ dày và khôi phục độ pH bình thường trong dạ dày, kích thích tiêu hóa để ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Cách dùng lá đầu không chữa táo bón rất đơn giản. Bạn chỉ cần lấy lá đầu không rửa thật sạch, dùng để nhai nuốt lấy nước, nhả bã, dùng khi bụng đang đói. Hoặc bạn giã nát lá đầu không, đổ nước đun sôi để nguội vào đĩa qua đêm. Sáng hôm sau chắc lấy nước này để uống, khi bụng đói sẽ giúp cải thiện rõ rệt tình trạng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nhựa quả sung, vị thuốc vô cùng quý không nhiều người biết. Nhựa sung là một vị thuốc rất quý bởi rất sẵn trong đời sống nhưng công hiệu chữa bệnh rất rõ ràng. Sung là loại cây to, không có rễ phụ, lá hình mũi giáo, đầu lá nhọn, phía cuống hơi tròn. Khi lá còn non, cả hai đều phủ lông. Khi già, lá trong cứng phiến lá nguyên hoặc hơi có răng thưa, dài 8-20cm, rộng 4-8cm. Lá sung thường bị sâu ký sinh gây ra là những mụn nhỏ gọi là vú sung. Quả sung thuộc loại quả giả do đế hoa tự tạo thành. Quả giả mọc từng nhóm trên thân cây và trên những cành to không mang lá. Khi chín có màu đỏ nâu, hình lê, mặt quả phủ lông mịn, cuống rất ngắn. Trong dân gian, lá sung non thường dùng để ăn kèm với những món cần vị chát như nem, chảo. Quả sung cũng dùng để ăn. Có một điều ít người biết là người dân
xưa thường dùng nhựa sung để làm thuốc. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia y học cổ truyền, nhựa sung là một vị thuốc rất quý bởi nó rất sẵn trong đời sống, nhưng công hiệu chữa bệnh rất rõ ràng. Muốn lấy nhựa sung, người ta băm thân cây, hứng lấy nhựa. Trong cuốn Những cây thuốc và vị thuốc nam của cố giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi có ghi lại công dụng của nhựa sung là để chữa các bệnh nhức đầu và bệnh ngoài da như chốc, nhọt, sưng đau, tụ máu. Cụ thể các bài thuốc như sau: chữa mụn nhọt, bắp chuối, sưng vú. Rửa sạch mụn nhọt, lau khô nước. Nhựa sung hứng độ một chén hay hơn, bôi trực tiếp vào chỗ đau, sưng đỏ đến đâu bôi đến đó, bôi nhiều lần một lúc. Để tránh bôi nhiều, có thể trộn nhựa sung với lá non, giã nát rồi đắp lên chỗ đau. Nếu mụn chưa có mủ thì đắp kín, nếu vừa mủ rồi thì đắp để hở một chỗ bằng hạt ngô. Khi đã có mủ, muốn lấy ngoài ra thì giã thêm củ hành với nhựa và lá sung rồi đắp lên trên để mở miệng. Nếu sưng vú, đắp hở đầu vú. Khi ngã bị xây xát, đắp thuốc phải chừa chỗ xây xát mà chỉ đắp nơi sưng đỏ hoặc tím, thường chỉ 2 đến 3 ngày là thấy kết quả. Chữa nhức đầu, nhựa sung phết lên giấy bản, dán vào hai bên thái dương. Có trường hợp người ta dùng trong chữa tê liệt. Có khi dùng phối hợp bên ngoài với ăn lá non, hoặc uống nhựa sung với 5ml hòa với nước lã đun sôi để nguội trước khi đi ngủ. Chữa hen, nhựa sung hòa với mật ong uống trước khi đi ngủ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ăn xong lăn đùng ra chết chỉ vì ăn canh cua theo cách này. Ngon nhưng không phải ai cũng ăn được. Và đây là những kiểu ăn canh cua dễ bị ngộ độc chết người. Đây là sự kết hợp hoàn hảo để bảo vệ sức khỏe cho mỗi gia đình. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến ngộ độc chết người. Ăn phải bát canh cua thừa, không đun nấu lại sẽ khiến bạn bị ngộ độc thực phẩm. Nếu không chữa kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Cua đồng được biết đến là một trong những thực phẩm giải nhiệt mùa hè rất tốt. Những bữa cơm mùa hè nóng nực của nhiều gia đình không thể thiếu những bát canh cua nấu với rau đay, mồng tơi, thơm ngon, đặc đà và ngọt mát. Tuy nhiên, nếu bạn không biết ăn canh cua đúng cách, có thể gây nên những nguy hại cho sức khỏe, thậm chí là ảnh hưởng đến cả tính mạng. Cách đây một tuần, cả nhà em một phen hú vía, phải đưa vợ nhập viện cấp cứu lập tức. Nếu không chắc giờ em mồ côi vợ rồi các anh chị ạ. Chuyện là thế này, tối hôm trước xảy ra vụ ngộ độc kinh hoàng này. Nhà em có ăn canh cua, do nhiều quá ăn không hết, còn thừa lại khoảng một chén ăn cơm. Vợ em vốn tiếc của nên đem cất vào tủ lạnh để dành ngày mai ăn tiếp. Tối đêm đó do thằng con nó quấy quá, vợ em dậy muộn không chuẩn bị kịp thức ăn mang theo đi làm cũng như món ăn sáng. Cô ấy liền lấy đại chén canh cua vẫn còn sánh tàn, ăn tạm và chưa kịp ham lại gì cả. Ăn xong cô ấy còn gọi vớ lên, dặn dò em là tự ăn sáng đi, hôm nay vợ nấu không kịp. Khoảng 30 phút sau, không nghe tiếng vợ, cũng không nghe tiếng đóng cửa. Thường vợ em đi làm sớm hơn em. Em dẫn thằng con 4 tuổi xuống đi học, thấy vợ nằm trên ghế, mặt mũi tái mét, thở dốc. Em hỏi vợ bị sao, vợ vẫn không trả lời được. Em đến đỡ vợ ngồi dậy thì ó luôn một đống trên người em. Sợ quá, em gọi điện nhờ thằng cháu đến đưa con đi học. Còn em gọi xe đưa vợ vô viện. Sau khi nhập viện, bác sĩ kết luận vợ bị ngộ độc do ăn phải bát canh thừa. Theo bác sĩ, bởi canh cua có chứa rất nhiều chất đạm cũng như chất dinh dưỡng khác, sau khi tiếp xúc với môi trường sẽ dễ bị các vi khuẩn có hại làm hỏng, gây ôi thiêu. Trong thời tiết đang chuyển mùa, việc nấu lại cua không những làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng mà còn có thể thịt cua bị biến chất, gây độc. Không nấu canh từ cua chết. Rất nhiều bà nội trợ thường mua cua xay sẵn ở ngoài chợ rồi về lọc rồi nấu. Tuy nhiên, cách làm này lại chứa nhiều hiểm họa không lường mà nhiều người không ngờ tới.
Bởi vì khi làm cua, nhiều người bán hàng đã tiếc rẻ nên không loại bỏ những con cua chết. Trong cua chết có chứa thành phần hóa học mang tên histidine, có thể gây ngộ độc khiến người ăn bị đau bụng, nôn mửa, thậm chí bị ngộ độc nghiêm trọng. Cua càng chết lâu, lượng histidine càng nhiều, càng dễ ngộ độc hơn. Bạn nên tự tay chọn cua đồng còn sống và chọn những con cua cái mới ngon, vì cua cái chắc thịt hơn cua đực. Cua ngon là cua cái to khoảng ngón chân cái. Khi làm phải bẻ hết bụng dưới của chúng đi. Bạn không được chọn con cua cái đang đẻ và con cua quá non, vì con non nước sẽ bị hôi. Không ăn cua sống. Ở nhiều vùng quê, người dân có thói quen ăn gỏi cua sống, nhưng thực ra điều này rất nguy hiểm vì trong thịt cua sống có chứa nang trùng hút máu phổi. Nếu không qua khử trùng tiêu độc ở nhiệt độ cao mà ăn tái sống sẽ rất dễ mắc bệnh trùng phổi. Nang trùng, loại trùng hút máu ký sinh trong phổi, dẫn tới ho, khạc ra máu, mà còn có thể xâm hại lên não, dẫn tới chứng co giật, thậm chí gây bại liệt. Nếu nó xâm nhập vào các khí quan như mắt, thận, gan, tim, tủy sống, còn dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng hơn. Một nguyên tắc cần tuyệt đối tuân thủ là phải nấu kỹ cua đồng trước khi ăn. Không uống trà, ăn quả hồng gần với thời gian ăn canh cua. Cua rất giàu protein, còn trong nước trà và quả hồng lại chứa tannin. Tannin có thể kết hợp với protein trong cua gây kết tủa, tạo ra các triệu chứng lợm giọng, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy. Chú ý, trong và sau khi ăn canh cua khoảng 1 tiếng, bạn không nên uống nước trà. Vì khi vào cơ thể, trà sẽ làm cho một số thành phần của cua bị đóng đặc lại, không có lợi cho tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng khác, thậm chí còn dẫn đến đau bụng đi ngoài. Hồng và canh cua không nên ăn cùng nhau, vì chất tannin và các thành phần khác trong quả hồng có thể làm cho protein. Hồng và canh cua không nên ăn cùng nhau, vì chất tannin và các thành phần khác trong quả hồng có thể làm cho protein trong thịt cua rắn lại. Chất rắn đó lâu dần sẽ lưu lại trong ruột rồi lên men và thối nữa, có thể gây buồn nôn, đau bụng, đi ngoài. Nặng hơn nữa, những chất đó còn có thể kết thành sỏi rất nguy hiểm đối với sức khỏe. Những đối tượng không nên ăn cua. Phụ nữ có thai. Phụ nữ mang thai những tháng đầu, hai thai nhi yếu, tuyệt đối không được nên ăn cua đồng, bởi vì do tính độc trong cua không tốt cho sự phát triển của trẻ. Hai là do tính hàn sẽ dễ gây ra đau bụng. Đặc biệt, công năng phá thai cũng gần giống như một khối u trong cơ thể, nên nếu ăn cua đồng sẽ dễ bị sảy thai hoặc sinh non. Người bị cảm lạnh, tiêu chảy. Người bị cảm lạnh sốt, đau dạ dày hoặc những người bị tiêu chảy không nên ăn cua, vì thịt cua lạnh khiến bệnh càng nặng hơn. Trong gạch cua có chứa một hàm lượng cholesterol cao, không tốt cho những người mắc bệnh huyết áp cao, xơ cứng động mạch, bệnh mỡ trong máu cao. Ngoài ra, người bị dị ứng cũng cần hết sức cẩn trọng khi ăn canh cua. Người có tiền sử cao huyết áp và tim mạch. Cua đồng càng béo ngậy, hàm lượng chất béo trong cua càng cao. Việc ăn nhiều cua đồng sẽ khiến cholesterol trong máu tăng cao. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với những người có tiền sử về tim mạch và huyết áp. Dù không ảnh hưởng trực tiếp, nhưng quá trình tích tụ cholesterol lâu dài sẽ khiến bệnh chuyển biến nặng. Người bị hen, cảm cúm. Theo đông y cổ truyền, cua đồng vốn có tính hàn, hạn chế sử dụng cho những người hay bị nhiễm lạnh, dính gió, đặc biệt là bị ho hen và cảm cúm. Vì tính hàn sẽ làm cho cơn hen trở nên nặng hơn, khó thở và ho liên tục. Tuy nhiên, vẫn có thể dùng hạn chế, chứ không cần phải kiêng khem tuyệt đối. Người bị bệnh gút. Có hai lý do chính khiến người bị bệnh gút không được phép ăn cua đồng. Thứ nhất là do hàm lượng protein trong cua đồng rất cao, điều này khiến bệnh gút diễn biến trầm trọng thêm. Thứ hai, tính hàn của cua đồng làm cho các chỗ xương bị viêm, dễ bị nhiễm lạnh, phát bệnh gây đau nhức, xương tấy. Vì vậy, cần lưu ý khi sử dụng. Người mới ốm dậy. Hệ tiêu hóa của người ốm dậy chưa thật sự ổn định. Do khoảng thời gian dài tiếp xúc với các thức ăn giàu dinh dưỡng, hấp thu trực tiếp,
thức ăn dạng lỏng dễ tiêu hóa, thế nên thường rất yếu, dễ bị nhiễm lạnh và đau bụng. Cua đồng là thực phẩm mang tính hàn, vì vậy khi chế biến cần nấu chung với các loại thực phẩm khác với hàm lượng nhỏ hoặc hạn chế không sử dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Một số bài thuốc trị thủy đậu. Thủy đậu là loại bệnh truyền nhiễm hay gặp vào mùa đông, xuân. Trẻ em từ 1 đến 5 tuổi hay mắc, với chứng trạng chủ yếu là một trong những nút phỏng. Y học cổ truyền có nhiều bài thuốc chữa bệnh này rất hiệu quả, xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo, áp dụng khi cần thiết. Theo y học cổ truyền, nguyên nhân gây bệnh thủy đậu là do phong nhiệt xâm phạm vào phế qua đường mũi, miệng khi chuyển mùa. Bệnh thường gặp ở phần vị và khí, rất ít khi gặp ở phần huyết. Trẻ lúc đầu có biểu hiện hắt hơi, sổ mũi, nhức đầu, rối loạn tiêu hóa. Vài ngày sau xuất hiện những nốt đỏ nổi sau lưng, sau đó lan ra khắp người. Chính giữa các nốt đỏ có một bọng nước gọi là bào chuẩn. Sau 3 đến 4 ngày thì khô đi và bong ra. Nốt này mọc, nốt kia bay. Nếu bị nặng, có thể gây nhiễm trùng da, nhiễm trùng huyết, làm viêm phổi, viêm não, viêm tiểu não, nguy hiểm đến tính mạng. Sau đây là một số bài thuốc trị theo từng giai đoạn. Khi tà độc xuất hiện ở vị, loại nhẹ, các nốt thủy đậu mọc rải rác xung quanh màu hồng nhạt, có nốt nhẹ hoặc không sót, ho ít, nước mũi loãng trong. Phép điều trị: sơ phong thanh nhiệt. Bài thuốc uống. Bài 1: thông xị các cánh thang, thông bạch 2 củ, đạm đậu xị 4 gam, liên kiều 8 gam, cắt cánh 4 gam, chi tử 2 gam, trúc diệp 8 gam, cam thảo 2 gam, bạc hà cho sau 2 gam, sắc uống. Bài 2: đại liên kiều ẩm, phong phang 4 gam, kinh giới 4 gam, hoàng cầm 6 gam, thuyền thái 2 gam, hoạt thạch 8 gam, xích thược 6 gam, cam thảo 4 gam, xài hồ 6 gam, chi tử 6 gam, liên kiều 8 gam, ngư bàn tử 8 gam, sa tiền 12 gam, mộc thông 6 gam, đương quy 4 gam, sắc uống. Bài 3: sinh địa 12 gam, ngân hoa 12 gam, vỏ đậu xanh 12 gam, hoàng đằng 8 gam, lá tre 10 gam, rễ sậy 8 gam, cam thảo dây 12 gam, sắc uống. Bài 4: tan diệp 12 gam, cam thảo đất 8 gam, lô căng 10 gam, trúc diệp 16 gam, cúc hoa 8 gam, ngân hoa 10 gam, kinh giới 8 gam, bạc hà cho sau 6 gam, sắc uống. Bài thuốc nam: dùng cây cỏ chân vịt, họ lúa 300 đến 500 gam, rửa sạch, nấu với 2 đến 3 lít nước, đun sôi 10 đến 15 phút, gạn lấy 200 ml nước uống trong ngày. Nước sắc còn lại để ấm, thêm ít muối, tắm hai lòng người. Kiên kỵ không tắm nước lạnh, ăn uống lạnh và ra gió. Khi tà độc xuất hiện ở phần khí và phần dinh, loại nặng, thủy đậu mọc đầy, sắc tím tối, màu nước đục, quanh nốt màu đỏ sẫm, sốt cao, phiền khát, mặt đỏ môi đỏ, niêm mạc miệng có những nốt phỏng, rêu lưỡi vàng, chắc lưỡi đỏ. Phép điều trị: thanh nhiệt giải độc ở phần khí vận, lương huyết ở danh vận. Bài thuốc uống. Bài 1: phát đậu tán, sinh hoàng kỳ 8 gam, đương quy 4 gam, kinh giới 4 gam, cam thảo 2 gam, cắt cánh 4 gam, phong phang 2 gam, sắc uống. Công dụng: bổ khí tán độc, nay hỏa độc còn ẩn nó bên trong bị loại ra hết. Bài 2: kim ngân 12 gam, liên kiều 8 gam, bồ công anh 16 gam, sinh địa loại nhỏ 12 gam, xích thược 8 gam, chi tử sao 8 gam, sắc uống. Da giảm: nếu có đau họng, thêm xạ can 4 gam, sơn đậu căng 8 gam, bị phiền táo, da hoàng liên 8 gam, táo bón, da đại hoàng, khát nước, miệng khô, da thiên hoa phấn 8 gam, sa sâm 8 gam,
mạch môn 10g. Thông bạch và đạm đạo xì là hai vị thuốc trong bài thông xỉ các cánh thang trị thủy đậu giai đoạn nhẹ, độc tài xuất hiện ở phần vị. Các cánh và kinh giới là hai vị thuốc trong bài phát đậu tán trị thủy đậu giai đoạn nặng, độc tài xuất hiện ở phần khí và phần dinh. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bài thuốc đơn giản trị mất ngủ còn tốt gấp 10 lần thuốc an thần. Bài thuốc này cực kỳ đơn giản, chỉ cần lấy một trái chuối đem nấu với nước, bạn sẽ có ngay một bài thuốc tự nhiên chữa bệnh khó ngủ lâu năm, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Giấc ngủ đêm đóng vai trò quan trọng đối với sự phục hồi chức năng của toàn bộ cơ quan trong cơ thể. Chắc chắn vấn đề thiếu ngủ kéo dài sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe của bạn, bởi gần như toàn bộ phúc lợi của chúng ta đều phụ thuộc vào 8 tiếng ngủ sau đó. Nếu bạn bị mất ngủ lâu năm thì nhiều vấn đề sức khỏe như ung thư, béo phì và tiểu đường sẽ ùn kéo đến. Vì vậy, nếu gặp một số vấn đề dưới đây thì chứng tỏ căn bệnh rối loạn giấc ngủ đang tác quái và bạn cần thay đổi thói quen ngủ ngay lập tức. Mất trí nhớ, trầm cảm, luôn căng thẳng hoặc lo âu, trằn trọc khó ngủ, mệt mỏi vào buổi sáng, giật mình suốt đêm, không thể tập trung. Bài viết kỳ này của chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết nhanh chóng các triệu chứng ở trên bằng một trái chuối, thay vì sử dụng các loại thuốc an thần gây ngủ để trị mất ngủ, dễ gây nghiện. Chuẩn bị: một trái chuối to, 600ml nước, bột quế. Thực hiện: cắt bỏ phần đầu và phần đuôi quả chuối, cho nước vào nồi, đun đến khi nước sôi tim thì bỏ nguyên trái chuối vào. Tiếp tục đun sôi trong 10 phút rồi tắt bếp. Lấy chuối ra, cắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng. Đổ phần nước luộc chuối vào cốc và cho vào đó một chút quế. Hướng dẫn sử dụng: uống ly nước nấu chuối, rắc bột quế trước khi bạn đi ngủ khoảng 1 giờ. Sau khi uống, đợi 10 phút, bạn ăn hết trái chuối nấu. Ghi chú: một số sẽ có phản ứng đi tiểu nhiều sau khi uống nước nấu chuối chừng 20 phút. Bạn có thể cho vào nước luộc chuối một ít đường stevia nếu thích uống hơi ngọt ngọt. Vì sao lại kết hợp chuối và quế? Chuối là thực phẩm hữu cơ, rất giàu kali và magie, đặc biệt là vỏ chuối. Kali và magie là chất có lợi cho hệ thống thần kinh và khiến các cơ bắp của bạn thư giãn, làm giảm chuột rút cùng với các cơn đau khác. Quế lại là một trong những cách tốt nhất để cân bằng lượng đường trong máu, thúc đẩy tiêu hóa và sự tuần hoàn máu trong cơ thể. Khi nồng độ đường trong máu được cân bằng, các kích thích tố sẽ hoạt động tốt hơn và cho phép bạn rơi vào giấc ngủ dễ dàng. Đôi lời nhắn nhủ: trong bài thuốc tự nhiên trị mất ngủ, ta đun sôi trái chuối còn vỏ, nên bạn cần chọn mua chuối sạch, tránh mua chuối bị tẩm hóa chất độc hại. Để đảm bảo an toàn, hãy chọn địa chỉ mua bán thực phẩm sạch có uy tín và nắm vững mẹo nhận biết trái chuối ngậm hóa chất kích thích nhé. Chúc bạn và gia đình luôn sống vui, khỏe mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chữa bệnh trĩ tại nhà hiệu quả. Trĩ là căn bệnh thầm kín, gây nên tình trạng phình tĩnh mạch ở xung quanh hậu môn. Bạn có nghĩ rằng có thể chữa bệnh trĩ tại nhà hiệu quả được không? Nếu được thì nên lựa chọn phương pháp nào? Có rất nhiều cách chữa trị trĩ, nhưng cách chữa bệnh tại nhà được nhiều người lựa chọn vì nó giúp người bệnh tránh được tâm lý e ngại đối với căn bệnh khó nói này. Khi trĩ mới bắt đầu khởi phát hoặc còn ở giai đoạn nhẹ thì bạn vẫn có thể chữa trĩ tại nhà, vẫn cho hiệu quả mà không cần đến sự can thiệp quá nhiều của thuốc tây y hay phẫu thuật. Chỉ bằng những hành động đơn giản là giữ gìn vệ sinh vùng hậu môn thoáng mát sạch sẽ, chườm đá lạnh vào hậu môn hay tránh mang vác vật nặng, bạn cũng có thể đẩy lùi đáng kể tình trạng bệnh của mình. Bên cạnh những hành động thiết thực trên, bạn cũng có thể áp dụng một vài bài thuốc chữa bệnh trĩ từ dân gian để làm cho búi trĩ, như xông lá diếp cá hay đắp nước từ lá thiên lý non đều cho hiệu quả tốt lắm nhé.
chữa bệnh trĩ tại nhà hiệu quả. 1. Những việc bạn nên làm để đẩy lùi bệnh trĩ và ngăn ngừa nó tái phát. Vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn sau khi đã tiện xong. Tốt nhất bạn không chỉ dùng giấy lau mà nên rửa sạch vùng hậu môn bằng nước ấm. Không nên dùng xà phòng có chứa chất thơm hoặc thuốc nhuộm để rửa hậu môn. Để làm sạch vùng hậu môn, bạn nên nhẹ nhàng rửa chứ không được chà mạnh, gây kích ứng vùng hậu môn và các búi trĩ làm cho nó bị sưng lên. Biện pháp này giúp tránh làm cho bệnh trĩ nội và trĩ ngoại thêm tồi tệ hơn. Khi bệnh trĩ gây ngứa và đau đớn, bạn có thể áp dụng các phương pháp sau. Tắm ngồi trong bồn khoảng 15 phút với nước ấm, nhất là sau khi đi cầu để máu được lưu thông tốt với các tĩnh mạch trĩ. Chườm đá vào vùng hậu môn để giúp giảm đau và sưng tấy hậu môn. Mỗi lần thực hiện khoảng 10 phút, bạn có thể thực hiện nhiều lần trong ngày. Và sau mỗi lần chườm đá thì nên đắp khăn ấm lên vùng hậu môn. Sử dụng thêm một số loại thuốc theo sự chỉ định của bác sĩ để làm giảm cơn đau và sưng tấy của búi trĩ. Khi ngủ hoặc nghỉ ngơi tại giường, bạn nên nằm nghiêng hoặc nằm sấp và kèm một cái gối dưới hông, giúp làm giảm áp lực cho các tĩnh mạch trĩ và giúp giảm sưng tấy. Nếu là thai phụ thì bạn nên nằm nghiêng để lưu thông máu tốt. Mặc quần thoáng mát, rộng rãi để tránh đái quần cọ vào vùng hậu môn và búi trĩ. Không mang bát vạt nặng hoặc ngồi lâu một chỗ sẽ làm tăng áp lực lên tĩnh mạch trĩ. Tránh ăn những thức ăn cay nóng như ớt, tỏi, tiêu. 2. Một số bài thuốc dân gian chữa bệnh trĩ. Ngoài những việc làm trên thì bạn có thể tự điều trị bệnh trĩ bằng một số bài thuốc dân gian dưới đây. Chữa bệnh bằng lá diếp cá. Lá diếp cá có công dụng rất tốt với người mắc trĩ. Bạn có thể sử dụng lá diếp cá để xông hay đắp búi trĩ đều tốt. Cách 1. Lá diếp cá rửa sạch, giã nát. Sau khi rửa sạch búi trĩ bằng nước muối pha loãng thì đắp bã rau diếp cá vào búi trĩ và băng lại. Cách 2. Ngoài cách trên thì bạn có thể nấu nước diếp cá và xông búi trĩ khi nước còn nóng. Để đến khi nước nguội thì dùng nước này rửa sạch lại búi trĩ. Chữa bệnh trĩ bằng lá thiên lý non. Lá thiên lý non 100g đem giã nhỏ với 10g muối ăn. Bạn cho thêm 300ml nước lọc và hỗn hợp trên, khuấy đều và lọc qua miếng vải mùng. Dùng nước này rửa búi trĩ hoặc thấm vào một cái bồng gạc và băng vào búi trĩ. Mỗi ngày bạn có thể làm 1 đến 2 lần. Sau vài ngày sẽ có kết quả tốt. Chữa bệnh trĩ bằng các bộ phận của cây sung. 1 đến 2 quả sung nấu lên hoặc ăn sống lúc bụng đói ngày 2 lần. Bạn có thể tăng gấp đôi liều lượng nếu bệnh nặng. Kết hợp biện pháp này với biện pháp bôi nhựa sung vào búi trĩ. Dùng lá sung nấu lấy nước và ngâm búi trĩ vào khi nước còn ấm. Sau đó rửa sạch lại và lau khô. Biện pháp này giúp tiêu thủng, giảm đau, thích hợp cho bệnh nhân trĩ bị sưng đau và ra máu. Trên đây tôi chỉ chia sẻ cho các bạn những cách trị bệnh trĩ tại nhà hiệu quả. Chúng ta có thể thấy rằng bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa và chữa trị được nếu bạn biết cách và không chần chừ để tình trạng bệnh nặng thêm. Quý độc giả nếu có ý kiến đóng góp thêm về các phương pháp chữa bệnh trĩ tại nhà, xin để lại ý kiến trong phòng bình luận bên dưới. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Thầy Lang nước tiếng với bài thuốc chữa sỏi thận bằng lá cây tươi ở Bắc Giang. Bằng phương pháp bí truyền, ông Nguyễn Minh Chu, sinh năm 1931, trú tại thôn Tiền Đình, xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. 60 năm qua đã chữa trị cho không biết bao nhiêu người khỏi bệnh sỏi thận chỉ với một nắm lá cây tươi. Dũng sĩ diệt mỹ diệt sỏi thận. Ông Nguyễn Minh Chu có vẻ ngoài hiền lành, chân chất, chân đi đất, quần sắn ống cao ống thấp. Trong ngôi nhà ba gian thấp lè tè đã có những vị khách tứ phương đến xin thuốc. Chưa kịp để khách nói gì, ông cười nói: "Các chị trẻ thế này chưa mắc bệnh sỏi thận được, các chị đến đây có việc gì, đến hỏi thuốc cho người thân hả?"
Ông Nguyễn Minh Chu sinh ra trong một gia đình nghèo, có 5 anh chị em, 3 trai, 2 gái. Tuy nhiên, ông lại là người duy nhất được bố truyền lại cho bài thuốc nam chữa sổ thật gia truyền. Ông nói về bài thuốc gia truyền của gia đình với giọng đầy tự hào. Từ đời ông nội, đời bố, rồi bây giờ tới lượt tôi là đã trải qua 3 đời làm nghề thuốc nam. Nhưng tôi luôn tâm niệm một điều là chữa bệnh, cứu người để tu nhân. Nhưng tôi luôn tâm niệm một điều là chữa bệnh, cứu người để tu nhân, tích đức cho con, cho cháu, chứ không phải vì mục đích kinh doanh lợi nhuận. Nơi ông chủ ở là một căn nhà ngói ba gian cũ kỹ, đồ đạc sơ sài. Tài sản trong nhà chỉ có chiếc tivi cũ là có chút giá trị. Nhưng với ông, quý giá nhất là những tấm bằng khen của đảng, nhà nước trao tặng, được ông treo ở vị trí trang trọng nhất trong nhà. Huân chương kháng chiến hạng nhì, bộ đội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh đoàn 559. Trong nhiều trận đấu, ông đoạt được nhiều thành tích, nhất là trong trận đánh cao điểm 62 ở Quảng Ngãi. Sau 2 ngày chiến đấu giằng co ở cao điểm 62, ông đã liều mình chuyển khẩu Đạ Liên từ cao điểm về làng Hòa Vinh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi và tiêu diệt được 47 lính Mỹ. Ông vinh dự được nhận bằng khen dũng sĩ diệt Mỹ. Hơn 60 năm làm thuốc, chữa bệnh, ông không thể nhớ hết được có bao nhiêu bệnh nhân ở mọi miền đất nước nhờ ông chữa. Cuộc trò chuyện của chúng tôi liên tục bị ngắt quãng bởi những cú điện thoại. Có người điện thoại tới nói, đang trên đường đến lấy thuốc như đã hẹn. Có người ở tận Nha Trang, Khánh Hòa, thậm chí có cả bệnh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh cũng điện thoại cho ông để nhờ tư vấn bệnh tình. Ông Chu còn nhiệt tình gửi thuốc qua đường bưu điện cho bệnh nhân nếu họ không có điều kiện ra lấy thuốc. Tiếng lành đồn xa, số người tìm đến nhà ông Chu ngày càng nhiều. Ông kể, tôi nhớ ngày ấy bố tôi còn sống, khi ấy tôi mới lên 10, ông cụ đã cho đi rừng cùng. Tôi biết những loại lá cây làm thuốc chữa sỏi thận từ ngày đó. Lớn lên, tôi chỉ được giao làm các công việc hái lá, rửa lá và giã. Mãi tới sau này, khi sắp mất, cụ mới truyền lại nghề cho tôi. Cụ không chữa được nhiều bệnh, nhưng riêng với sỏi thận thì chưa đào hàng trường hợp nào. Ông Chu tự hào khi nói về bài thuốc gia truyền của gia đình mình. Phương thuốc đặc trị bệnh sỏi thận. Theo ông Chu, việc chữa bệnh trong cây thuốc nam không giống như thuốc bắc hay thuốc tân dược mà phải chữa bằng cả tâm linh và cây thuốc. Qua cách lý giải của ông, chúng tôi mới hiểu tại sao các thầy lang thường nhờ thần rừng, thần núi, thần cây để lấy được đúng cây thuốc chữa cho người bệnh. Ông cho biết, tôi lấy lá thuốc ở núi Ao Dời, núi Hót. Trước khi đi hái thuốc, ra khỏi cổng, nếu gặp người là tôi lại phải quay về rồi đi lại. Có cây tôi cắt ngọn, có cây cắt cả gốc. Có loại lá tôi chỉ được lấy vào đúng 5 giờ sáng. Có loại lấy vào lúc chiều tối khoảng 17 giờ. Ông Chu cũng cho biết thêm, lấy lá thuốc cũng cần hợp tay. Trước kia anh trai ông cũng thử theo ông lên rừng hái lá thuốc nhưng không lấy được, trong khi ông hái rất nhiều lá. Bài thuốc chữa bệnh của ông Chu có gần 20 vị như cây bông lá đề, lá câu, chắc chuyền, cỏ xước, nha đam. Bí quyết trong phương pháp bốc thuốc của ông là sử dụng trực tiếp lá tươi, kết hợp với vài lạ lá phơi khô, chứ không sao vàng hạ thổ như những thầy thuốc khác. Các loại lá đem về, ông rửa thật sạch, để rau nước rồi đem vào giã cối. Ông cho biết, phải giã bằng tay thì lá mới tạo được bọt và nhuyễn, chứ xay bằng máy thì không hiệu quả. Mỗi mẻ, ông giã tán trong khoảng 15 phút, lọc rồi pha chế với 1,5 lít nước sôi để nguội. Thuốc này uống trong ngày thay cho nước lọc, để dễ uống và bảo quản được lâu, người bệnh có thể cho vào tủ lạnh. Thấy chúng tôi tò mò về gần 20 vị thuốc, ông cười dí dỏm. Tôi có nói hết 20 vị thì mọi người cũng không biết được đâu. Và lại, đây cũng là bí mật gia truyền, tôi xin phép không chia sẻ. Bài thuốc chữa sỏi thận của ông rất hiệu quả. Có những bệnh nhân sáng uống thuốc, chiều ra sỏi, đó là những trường hợp bị nhẹ. Có trường hợp sốt ruột, muốn sỏi ra ngay. Ông cho biết, có thể làm được như vậy, nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm. Cần phải uống thuốc để sỏi mòn, ra từ từ. Với sỏi kích thước khoảng 1-2 ly, ông khẳng định, chỉ uống thuốc nửa tháng là khỏi. Loại sỏi nặng 4-5 ly, chỉ cần uống hết 10 chai thuốc nước của ông là khỏi, mỗi chai 1,5 lít. Tại nhà ông Chu,
Chị Nguyễn Thị Đào, Phủ Lý, Hà Nam chia sẻ: Tôi đã uống hết 10 lít nước thuốc của thầy và khỏi bệnh. Thuốc dễ uống vì mùi thơm, mát của cây cỏ. Nay tôi lại lên đây, đặt thầy làm thuốc cho đứa em gái. Em gái tôi cũng bị sởi thần, đi chữa ở bệnh viện mà chưa thấy dấu hiệu thiền chuyển gì. Ông Nguyễn Văn Thành, Hội Người Cao Tuổi Thôn Tiền Đình cho biết: Tôi bị sởi thận hành hạ, nhưng khi uống thuốc của ông Chu, được mấy hôm bệnh tình đã chuyển biến, đi tiểu đỡ buốt. Tôi đặt uống thêm mái chai cho dứt điểm, ông Thành cười sảng khoái. Không chỉ có tài chữa sởi thận, ông Chu còn chữa được rắn cắn. Người đi rừng nếu bị rắn cắn, lấy lá bồng bột chữa là hết độc. Trước hết băng chặt phần trên vết thương lại cho máu độc không lan rộng. Sau đó đem thái hạt giả lá bồng bột, lọc lấy nước, cạy mồm bệnh nhân, đổ từ từ nước xuống cổ. Đặc biệt, có cách chữa mèo là bố ông truyền lại, lấy vài sợi tóc, vò rối lại và đánh trực tiếp vào vết thương bị rắn cắn. Cách này có tác dụng loại bỏ nọc độc của rắn, ông Chu cho hay. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Điểm G của đàn ông có hay không? Không ít người cũng muốn biết đàn ông có điểm G không, và nếu có thì nó nằm ở đâu. Trong khi giới y khoa và cả mọi người đang lo hay đi tìm kiếm chính xác điểm G của phụ nữ, nếu điểm G của phụ nữ vẫn còn nhiều tranh cãi và có nhiều định nghĩa khác nhau, thì không ít người cũng muốn biết đàn ông có điểm G không, và nếu có thì nó nằm ở đâu, để khi chạm đến sẽ gây hưng phấn, dễ đoạt cực khá nhất. Đa phần ý kiến của các nhà chuyên môn đều cho rằng đàn ông không có điểm G, hoặc đàn ông không có điểm G nhưng có rất nhiều điểm nhạy cảm, mà khi những điểm này được kích thích, đàn ông sẽ vô cùng hưng phấn và máu tuôn dồn dập về trung tâm hỏa lực của các chàng, khiến mức độ cực khoái tăng vọt. Thế nhưng cũng có ý kiến lại dựa vào logic về chu trình hoạt động sinh lý của phần cơ thể, đặc biệt trên nam giới, mà khẳng định nam giới vẫn có điểm G, điểm gây hưng phấn nhất về tình dục khi được kích thích đúng cách. Giả thuyết trên được đưa ra khá bất ngờ là điểm G của các chàng hoàn toàn không nằm trên cậu nhỏ. Điểm được định vị ở tuyến tiền liệt, một hạch kích cỡ bằng hạt áp chó, nằm bên trong và dưới bàng quang, chính là điểm G của các chàng, nơi hội tụ vô số đầu dây thần kinh nên siêu nhạy cảm. Bởi tuyến tiền liệt nằm kín bên trong nên vùng da nối giữa cơ quan sinh dục và hậu môn sẽ là trung gian truyền cảm giác khi được tay mơn trớn hay xoa ấn nhịp nhàng lúc đang ân ái. Để kích thích nó, nàng có thể dùng hai ngón tay xoa vào vùng da ở giữa tinh hoàn và hậu môn của chàng. Khi cảm thấy chàng đã gần lên đỉnh, bạn hãy ấn nhẹ vài lần vào điểm đó để tăng độ phấn khích cho chàng. Tuy nhiên, khi đó đàn ông mới được sướng cấp độ 1. Muốn đưa chàng lên cực đỉnh, chính tuyến tiền liệt phải được chạm đến. Kỹ thuật này kỳ công và đòi hỏi các bà vợ phải tinh tế mới chạm đến được. Một số ý kiến khác lại đánh giá điểm G của đàn ông nằm ở mặt dưới của cậu nhỏ, là khu vực nhạy nhất với những khoái cảm tình dục trong tất cả các điểm nóng của chàng. Đây là nơi cực kỳ nhạy cảm và chỉ cần chạm nhẹ là khiến chàng rùng mình. Ở mặt dưới của dương vật có thể nhìn thấy vết thẹo của một đường rãnh, còn gọi là đường đan, chạy dài từ hậu môn qua bìu và mặt dưới thân dương vật. Đó là kết quả của sự khâu và hàng lại của khe rãnh đáy chậu trong giai đoạn phát triển bào thai của dương vật và bìu. Khi dạo đầu, cứ 20 đến 30 giây, nàng lại nên chạm nhẹ vào điểm này, nó sẽ khiến chàng tăng lửa rất nhanh. Tuy nhiên, khi mọi điều chưa được khẳng định chắc chắn, thì điểm G của đàn ông vẫn là vấn đề bỏ ngỏ. Để cuộc yêu thành công viên mãn, giúp chàng đoạt đỉnh nhanh nhất, chị em cũng nên biết đàn ông cũng có những điểm rất nhạy cảm. Nếu chị em biết là điểm đúng huyệt thì sẽ khiến chàng vô cùng ngất ngây. Vùng mặt, hôn môi là một cách thể hiện tình cảm không thể thiếu. Thường khi hôn, chị em thường để đàn ông chủ động. Nhưng nếu một lần được nàng chủ động hôn say đắm thì chàng sẽ rất thích thú. Khuôn mặt của anh ấy vẫn còn hai nơi cần sự vuốt ve của bạn, đó là má và mũi. Sau khi hôn môi, hãy lướt nhẹ bờ môi của mình lên hai bên má chàng.
bạn còn có thể khẽ cắn một cái lên mũi anh ấy, chàng sẽ rất bất ngờ đấy. Cổ, gáy, tai. Theo một vài đánh giá, vành tai ngồi phía sau của nam giới là một giác quan cảm xúc. Hãy dùng đầu lưỡi hòn nhẹ lên vành tai chàng từ phía sau, hoặc gặm nhẹ vành tai chàng, bạn sẽ thấy ngay phản ứng bất ngờ từ chàng. Đó cũng là những vị trí khá nhạy cảm mà người đàn ông khó có thể kiềm chế được. Vùng sau gáy cũng được coi là một vùng nhạy cảm của nam giới. Bạn hãy ôm chàng từ phía sau, ho lên gáy từ từ, nhẹ nhẹ và hãy nhâm nhi vùng gáy chàng. Kể cả đang mệt mỏi hay đang căng thẳng thì chàng cũng sẽ dễ dàng sập bẫy ái tình ngọt ngào của bạn. Đầu ngực. Đừng nghĩ rằng nam giới thì không thích hôn vào ngực. Họ cũng cảm thấy rất phấn khích nếu được người phụ nữ hôn vào nơi nhạy cảm này. Dù rằng đây không phải là vị trí nổi bật của nam giới, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ sướng mê khi được bạn làm như vậy. Đừng quên vuốt ve chàng khi bạn thực sự muốn dẫn dắt chàng vào cuộc vui bạn nhé. Vùng dưới thắt lưng và đùi trong. Nếu muốn được yêu mà tế nhị, không phải mở lời, bạn hãy chủ động âu yếm chàng. Cách đơn giản là bạn hãy đề nghị chàng nằm xuống để bạn massage lưng cho chàng. Bắt đầu bằng những động tác massage nhẹ nhàng, chậm rãi dọc sống lưng, kéo xuống tận thắt lưng dưới. Động tác này vừa giữ ấm cơ thể chàng nhưng cũng làm chàng rất đê mê. Rất ít phụ nữ từng thử khám phá vùng đùi trong của đối tác, và có lẽ cũng vì thế chàng sẽ ngạc nhiên và thấy vô cùng thú vị khi đang được bạn vuốt ve khu vực đó. Thêm nữa, khi xoa bóp đùi trong, lượng máu đến đó sẽ tăng lên, kích thích ham muốn của anh ấy, và cậu nhỏ của chàng vì thế sẽ vươn lên dũng mãnh hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nếu trước cửa hay trong vườn nhà có cây này, tốt nhất hãy chặt ngay cho lành. Đều là cây xanh, nhưng có những loại cây bạn tuyệt đối không nên trồng trong khuôn viên nhà mình, đặc biệt là một số loại cây dưới đây. 1. Cây dâu. Theo quan niệm dân gian, cây dâu, cành dâu được dùng để xua đuổi tà ma, thế nhưng nó không được khuyến khích trồng trong vườn nhà, đặc biệt là trước cổng nhà. Nguyên nhân là bởi trong tiếng Hán, cây dâu đọc là tang, cùng âm với tang ma, tang tốc, có liên quan đến chết chóc bất hạnh, không mang lại may mắn. 2. Cây liễu. Là loài cây dễ sống, nên liễu được chọn để trồng khá nhiều ở những nơi công cộng. Vừa mang lại màu xanh, vừa tạo cảnh đẹp hữu tình. Tuy nhiên, nó hoàn toàn không phù hợp cho việc đem về nhà trồng trong sân vườn. Theo yếu tố tâm linh, liễu trồng trong nhà sẽ mang đến buồn phiền, xui xẻo, hao tài tốn của cho gia chủ. Liễu thường gắn với những điển tích buồn thảm và không được may mắn, nên khi hiện diện trong vườn nhà, nó sẽ mang ý nghĩa không may mắn, tốt đẹp. Không chỉ vậy, quan niệm dân gian cho rằng cây liễu thuộc về phần âm, có thể dẫn dụ âm khí vào nhà. 3. Cây dương. Dương cũng giống như liễu, đều được xếp vào nhóm những loại cây có thể dụ dẫn ma quỷ, tà khí vào nhà, theo quan niệm dân gian. Chính vì thế, người ta không trồng cây này trong khuôn viên nhà ở. 4. Cây bách. Thực ra, bách là loài cây mang ý nghĩa rất hay, đại diện cho sự trường thọ, vĩnh cửu. Tuy nhiên, từ xa xưa, mọi người lại chọn loại cây này để trồng cạnh mộ phần, nên nó bị dán cho cái tiếng không tốt lành. Cho đến bây giờ, bách vẫn không phải là loại cây được khuyến khích trồng trong nhà. 5. Cây đa. Thường thì đa thường được trồng ở đền chùa, miếu mạo. Ngoài ra, loại cây này có gốc rễ đặc trưng, không giống với đại đa số những loại cây khác. Lúc trồi lên, lúc lại ăn sâu vào lòng đất, nên sẽ khiến cho địa hình đất đai quanh chỗ nó sống bị ảnh hưởng. Nếu trồng ở gần các công trình xây dựng, nó sẽ khiến cho nền móng nhà bị mất cân bằng. 6. Cây xương rồng. Với những cái gai nhọn hắt, xương rồng có lẽ chỉ thích hợp để trồng làm hàng rào. Nếu không vì mục đích này, các bạn nên cân nhắc đến việc trồng nó trong vườn. Nhiều người hẳn sẽ thích các chậu xương rồng được uống tạo đẹp mắt, nhưng trong phong thủy học, trồng xương rồng trong nhà sẽ gây mất cân bằng âm dương, gây tiêu tán tài lộc,
ảnh hưởng đến sức khỏe gia chủ. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mỹ đang phát sốt với loại rau chống ung thư cực mạnh, trong khi ở Việt Nam rẻ không ngờ. Hẳn các mẹ tò mò lắm đây, không biết siêu thực phẩm này là cái quái gì mà dân Mỹ tìm mua nhiều thế. Hóa ra đó là loại rau rất phổ biến ở nước ta. Cũng may mắn là gia đình em thích loại rau này lắm, nên em thường xuyên nấu cho cả nhà ăn, dù trước đó không hề biết nó là loại rau củ có khả năng chống ung thư cực mạnh. Chỉ là thấy thích thì ăn thôi. Tình cờ đọc được một bài báo của nước ngoài, em mới biết trong bông cải xanh chứa một hoạt chất chống ung thư cực mạnh, luôn các mẹ ạ. Tuy nhiên, không phải bây giờ bông cải xanh mới được tìm mua nhiều như vậy. Sự thật là năm 23 trước công nguyên, nhà tự nhiên học Sicodus đã dành riêng một chương cho cuốn Bách khoa toàn thư để nói về bông cải xanh, vì những lợi ích vô tận của nó. Và vì quá yêu thích loại thực phẩm này, ông đã không ăn gì ngoài bông cải xanh trong vòng vài tháng trời. Gần đây, nhóm nghiên cứu của giáo sư Paul Talalay ở trường Đại học Johns Hopkins, sau hơn 20 năm tìm tòi nghiên cứu về các phương pháp phòng ngừa ung thư, đã tìm thấy trong bông cải xanh một hợp chất kỳ diệu có tên là sulforaphane, có khả năng kích hoạt hệ thống thải độc, bảo vệ tế bào, tạo ra một bước đột phá trong lĩnh vực ngăn ngừa ung thư. Đặc biệt, hàm lượng sulforaphane trong hạt mầm bông cải xanh 3 ngày tuổi cao gấp 50 đến 100 lần trong bông cải xanh trưởng thành. Phát hiện này đã thực sự khiến cho nhu cầu bông cải xanh tăng gấp đôi trên toàn nước Mỹ. Sở dĩ sulforaphane, gọi tắt là SFN, là một hợp chất mạnh mẽ có khả năng chống lại ung thư ở nhiều mặt khác nhau, vì nó làm tăng hoạt tính của các enzyme thải độc, giúp loại bỏ các chất gây ung thư ra khỏi cơ thể, giúp chống viêm, giết chết các tế bào bất thường và ức chế sự nhân lên của các tế bào ung thư. Ở cấp độ tế bào, nó giúp chống lại quá trình oxy hóa. Theo một cách khác biệt, thay vì trực tiếp chống lại các gốc tự do, SFN giúp kích hoạt các gen trong cơ thể để làm tăng sản sinh glutathione nội sinh, chất chống oxy hóa mạnh nhất của cơ thể, có mặt trong từng tế bào của chúng ta. Do vậy, nó còn được mệnh danh là vệ sĩ bảo vệ tế bào. Từ trước nay đã có hơn 1.400 nghiên cứu được đăng tải trên Thư viện Y học Hoa Kỳ về tác dụng và hiệu quả của bông cải xanh đối với sức khỏe, nhất là trong việc ngăn ngừa ung thư. Đặc biệt, SFN còn được cho là hoạt chất mạnh mẽ nhất trong số các chất có khả năng ngăn ngừa ung thư. Với gần 40 công dụng khác nhau, bên cạnh khả năng ngăn ngừa ung thư, bông cải xanh hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như chống oxy hóa, giảm thoái hóa xương khớp, bảo vệ tế bào thần kinh, giảm trầm cảm. Các mẹ ơi, đã có nghiên cứu hẳn hoi về công dụng thần kỳ của bông cải xanh thì dạ gì chị em mình không thường xuyên mua về cho cả nhà ăn nhỉ? Có rất nhiều cách để chế biến bông cải xanh như luộc hấp, nấu canh, xào, tẩm bột chiên, tha hồ cho các mẹ lựa chọn. Còn mẹ nào xiên thì gieo hạt bông cải xanh để thu hoạch rau mầm. Ao loại rau này còn tốt hơn bông cải xanh gấp cả trăm lần đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai bị gai cọt sống thì không nên bỏ qua bài thuốc cực đơn giản này. Sau khi dùng cho mẹ để khỏi bệnh gai đôi cột sống, chị Phương Loan đã chia sẻ bài thuốc này với bạn bè và mọi người trên Facebook. Chị đã tìm thấy nhiều đồng minh cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh. Ai có mẹ già bị đau xương khớp, đặc biệt là bị gai cọt sống, đều sẽ thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ bị đau vùng cổ, thắt lưng, chị Phương Loan quê gốc Đồng Nai lại ứa nước mắt. Thương thay cho mẹ. Chỉ có điều, mẹ chị nhất mực không chịu đến bệnh viện. Bà cứ gàn con và bảo: mẹ sống chung với lũ cả 20 năm nay rồi, giờ đi khám làm gì cho phí tiền.
Nhưng đấy là khi bà mới 70 tuổi, còn đi lại túc tắc được và thời tiết lúc đó ở miền Nam không quá khắc nghiệt. Sau đó, bà đã cùng cả gia đình chị Loan ra Hà Nội sinh sống, nên càng cảm nhận rõ rệt những cơn đau do căn bệnh này đem lại. Nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng ấy, chị Loan chưa hết rùng mình. Tôi thương mẹ tôi lắm. Bệnh gai cột sống của bà khi ấy đã trở nặng đến mức suốt ngày đau tê ở cổ, rồi lan qua hai tay, đau dọc sống lưng xuống hai chân. Tôi có massage đấm bốt hay cho bà uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Đêm đến, bà không dám làm phiền con cháu nên cứ rì rì khóc. Khi thời tiết ổn định thì mẹ tôi túc tắc đi khắp nhà, vui vẻ vì đỡ mệt, nhưng chỉ vài ngày sau, mức độ đau sẽ tăng lên gấp đôi. Khi tái khám, bác sĩ nói mẹ tôi đã bị rất nặng, dây thần kinh chèn ép quá nặng, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp chứng ống tủy, thu hẹp rối loạn đại tiểu tiện và mất cảm giác toàn thân. Đến mức ấy thì mẹ tôi sợ quá, bà hốt hoảng xin tôi đưa đi khám. Của đáng tội là vì thằng cháu đích tôn vừa cưới vợ, vợ cháu lại đang mang bầu sắp đẻ, mẹ tôi háo hức được nhìn mặt chắc nên rất muốn chữa khỏi bệnh để vào Nam bế chắc một lần. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện đông tây y ở Hà Nội, nhưng tây y thì không tác động vì mẹ tôi đã cao tuổi, còn đông y kể cả chăm cứu cũng rất lâu khỏi. Buồn chán, tôi than thở với bạn bè qua điện thoại và đăng lên cả Facebook kêu la để đỡ stress. May thay cậu bạn cấp 3, khi đọc được chia sẻ của tôi đã nhắn một tin nhắn đáng giá ngàn vàng: mình sẽ mách cho mẹ cậu cách chữa bệnh bằng 3 loại thảo dược đơn giản: chanh, bưởi và ngải cứu. Chờ mình đi công tác về rồi sẽ tặng nhà chỉ cho bà nhé. 2 ngày nữa thôi. Mừng như trúng số độc đắc, tôi khoe ngay với mẹ. 2 ngày sau, cậu bạn tôi đến nhà và chỉ cho một bài thuốc vô cùng dễ làm và dễ dùng. Chỉ cần chuẩn bị 2 quả bưởi, 1 cái chanh bỏ hạt phơi khô, 200g ngải cứu khô. Đem tất cả các nguyên liệu xào vàng, hạ thổ rồi ngâm với 2 lít rượu, 200g đường phèn, trong 1 tuần cho ngấm rồi đảo đều, để kỹ từ 3 tuần đến 1 tháng là có thể lấy ra dùng được. Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần uống một chén nhỏ khoảng 5-10ml sau ăn. Thời gian đầu dùng thuốc, người bệnh sẽ đau đớn vì công thuốc, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng thì từ ngày thứ 7 trở đi sẽ thấy cảm giác êm ru. Tôi vội vã mua đầy đủ nguyên liệu trên và ngâm rượu cho mẹ dùng. Đúng như lời cậu bạn tôi nói, sau 7 ngày, mẹ tôi như tìm lại được niềm vui sống. Bà ăn ngon miệng hơn, đi lại dễ dàng và ngủ gần 5 tiếng liên tục mà không đau e ẩm mình mẩy như trước nữa. Tôi mừng lắm, dục mẹ uống đều trong 1 tháng liền. Sau đó, tôi gọi điện nhờ cậu bạn tư vấn xem nên uống tiếp thế nào. Cậu ấy cũng vui lây và bảo mẹ cậu bị đã lâu nên để bà uống đều đặn trong vòng 2-3 tháng, sau đó nửa năm thì uống lại liên tục trong 1 tháng. Cách năm sau, mỗi năm uống 1 lần liên tục trong 1 tháng là được. Mẹ tôi đã chữa khỏi gai cột sống đơn giản chỉ bằng bài thuốc đó đấy. Tôi háo hức chia sẻ bài thuốc hữu dụng này cho bạn bè, họ hàng gần xa. Nhờ thế mà mẹ tôi đã có thêm nhiều đồng minh nữa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng ghét này. Và thật tuyệt vời, ngay sau liệu trình đầu tiên, mẹ tôi đã đủ sức khỏe để bay vào Nam, chăm chắc mới chào đời. Bà vui mừng lắm. Qua tìm hiểu, tôi được biết, trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống, tận dụng những thảo dược dễ kiếm không có tác dụng phụ, nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. Trong bài thuốc kết hợp từ các thành phần trên cũng rất có lý. Bưởi bưởi có những phytochemical ngăn ngừa chất prostaglandin làm viêm khớp xương. Theo đông y, muối bưởi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng kiêng tỳ, giảm ho, tan đờm, chữa rối loạn tiêu hóa, đau đầy bụng, khó tiêu, đau khớp. Vỏ bưởi tính ấm, vị đắng, ngọt, có tác dụng tan đờm, giảm ho, điều hòa khí huyết, giảm đau. Ngải cứu thì tính ấm, có vị cay, có tác dụng ôn hòa khí huyết, hay được dùng chữa các bệnh đau đầu hoa mắt, nhức buốt xương khớp, đau thần kinh tọa. Chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa,
từ đó tăng cường khả năng tự chữa gai cột sống. Theo đông y, lá, rễ và vỏ quả chanh có vị the, đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng tán phan giải nhiệt, hoạt huyết, thông kinh lạc, tiêu đờm, tiêu thực, giảm ho, sơ tiết càng khí. Cây chanh thuộc nhóm 54 cây thuốc, có giá trị dược liệu cao nhất trong danh mục hơn 7.300 loại thực vật, được tổ chức Plant for a Future ở Anh Quốc phân loại và xếp hạng căn cứ vào giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp chữa gai cột sống. Thêm nữa, vỏ bưởi và quả chanh đều có công năng hành khí nên có tác dụng chỉ thống giảm đau. Theo y học cổ truyền, thống đau là do bất thông, ứ trệ, tắc nghẽn. Các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm, chữa thoái hóa cột sống. Mong là mọi người khi áp dụng bài thuốc này đều sẽ thành công và vui vẻ sống khỏe như mẹ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đổ xô trồng cây chứa độc tố giết người mà tưởng cây nhân sâm. Dạo gần đây, người dân ở một số tỉnh trên khắp cả nước đua nhau trồng một loại cây có củ và mùi vị và hình dáng của nó giống hệt củ nhân sâm. Sự nhầm lẫn này đã gây ra nhiều vụ ngộ độc nghiêm trọng, vì thật ra giống cây họ trồng chính là cây thương lục, một loại cây chứa nhiều độc tính. Theo các chuyên gia, ngộ độc thương lục có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Ngày 9 tháng 7, tại Pleiku, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ ngộ độc do uống rượu ngâm cây thương lục, khiến 6 người phải nhập viện trong tình trạng choáng váng, nôn mửa và tiêu chảy. Qua xét nghiệm, nguyên nhân vụ ngộ độc được xác định là do 6 người này đã uống rượu có ngâm củ cây thương lục. Trong khi đó, kết quả xét nghiệm các loại thực phẩm khác đều âm tính và đạt trong giới hạn cho phép. Với hình dáng khá giống với nhân sâm, đặc biệt là khi ngâm rượu, cũng có mùi rất giống nhân sâm. Nhiều người nhầm tưởng nên đã dùng củ cây thương lục ngâm rượu uống mà không biết đến độc tính chết người của nó. Đây không phải là lần đầu tiên có người bị ngộ độc cây thương lục. Trước đó, gia đình bà Nguyễn Thị Tê, trú ở thành phố Nam Định, cũng trồng nhiều cây sâm lạ sau khi được bạn bè giới thiệu. Sâm lớn rất nhanh và chỉ trồng được gần một năm, bà Tê đã thu hoạch, rửa sạch củ sâm để mang đi ngâm rượu. Nhìn củ sâm thơm ngon, mùi như nhân sâm, bà Tê cắt lấy một lát nhỏ nhắm ăn. Chỉ nửa tiếng sau, bà bị ngộ độc nôn ói, vật vã phải đi viện cấp cứu. Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cũng cấp cứu cho bệnh nhân Trần Thị Ngài, 68 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An, rơi vào nguy kịch do ngộ độc khi ăn củ sâm nhà trồng. Người nhà cho hay, hai ngày trước, bà Ngài đào củ sâm trong vườn rồi rửa sạch, cắt một lát nhỏ ăn, 30 phút sau, bà bị nôn, đau đầu, sức khỏe suy kiệt, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo tiến sĩ Phạm Việt Hoàng, phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y học cổ truyền Trung ương, qua những hình ảnh người dân cung cấp cho thấy, đây là cây thượng lục, rất giống với cây nhân sâm nên hay bị nhầm lẫn. Tiến sĩ Hoàng cho biết, các sách đông y ghi chép lại rằng cây thượng lục xuất xứ ở Bắc Mỹ, được thường hóa ở châu Âu và nhiều nước khác, trong đó có nước ta. Ở Việt Nam, thượng lục có nhiều tên gọi khác nhau như bạch mẫu kê, sơn la bạc, giả la bạc, kim thất nương, trưởng bắc lão. Theo đông y, thượng lục là loại cây có độc ở tất cả các bộ phận từ củ, thân, lá và hoa. Nghiên cứu dược lý hiện đại cho thấy nó chứa một loại chất độc đắng gọi là phytolactoxin. Khi cơ thể hấp thụ liều lượng nhiều chất trên, sẽ có cảm giác tê môi, đầu lưỡi, đau bụng, vã mồ hôi, giãn đồng tử, tăng tiết đờm nhớt, nôn mửa, tụt huyết áp, co giật, liệt hô hấp, hôn mê, tim đập nhanh, tinh thần hoảng hốt, nói lảm nhảm và có thể dẫn đến tử vong nếu không kịp thời cấp cứu. Khi bị ngộ độc, nên đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất
để thực hiện các bước sơ cứu cần thiết trước khi quá muộn. Còn theo bác sĩ Bùi Thanh Hải, Hội Đông y tỉnh Nghệ An, cây tường lục có tác dụng chủ yếu là chữa phù, căn trướng, sa kế như bị táo bón, có vai trò như thuốc sổ, hoặc có thể trị bệnh ngoài da như mụn nhọt. Rễ, cây và lá đều có thể dùng được. Tuy nhiên, nó là vị thuốc chứa chất độc nên ít được dùng trong y học. Nếu không dùng đúng liều lượng, có thể hủy thai, diệt tinh trùng gây vô sinh. Để nhận biết cây thượng lục với nhân sâm, theo tiến sĩ Hoàng, hình dáng của cây thượng lục là loài cây thảo, sống nhiều năm, thân hình trụ nhẵn, màu xanh lục, ít vằn nhánh, lá mọc xoè le, phiến xoàn ngược to, dài 12-25cm, rộng 5-10cm, cuống lá 3cm, đầu lá nhọn tù, gốc lá nhọn. Thượng lục có chùm hoa đối diện với lá nhưng không gắn trước lá, cao 15-20cm, năm lá đài trắng, hình cầu dạt, hạt đen, dẹp, hình thận hay tròn. Cây trưởng thành có thể cao hơn 1m, có củ mập, to khá giống với củ sâm. Sau khoảng 8 tháng, củ có thể to cỡ cổ tay người lớn. Chính vì dễ trồng, màu lớn, có hình dạng bên ngoài và mùi vị sau khi ngâm rượu rất giống mùi nhân sâm, nên nhiều người đã đào rễ, cắt lá, phơi khô, để cả củ ngâm rượu uống mà hoàn toàn không hay biết là mình đang tự đầu độc cơ thể. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính hay còn gọi là bột ngọt giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nam Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamate, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cật lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bột và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.